anh chị em thân mến hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa Chúa Nhật thứ ba mươi thường niên năm C. Giờ đây xin mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hãy tự hào là người công chính và hay khinh bị kẻ khác có hai người lên đền thờ cầu nguyện một người biệt phái và một người thu thuế người biệt phái đứng thẳng cầu nguyện rằng lạy chúa tôi cảm tạ chúa vì tôi không như người khác tham lam bất công ngoại tình hay là như tên thu thuế kia tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi người thu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời đấm ngực và nguyện rằng lệ Chúa, xin thương xót tôi là kẻ có tội ta bảo các ngươi người này ra về thì được khỏi tội còn người kia thì không vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến sau cơn bão hagibis người nhật già cũng như trẻ không một ai khóc than mà cùng sắn tay lên bận rộn với núi công việc giải quyết hậu quả từ siêu bão này. Cả thế giới khâm phục tinh thần kiên cường của người Nhật. Ông Joaquin Toro, chuyên gia về quản lý rủi ro thảm họa của Ngân hàng Thế giới trong chuyến công tác tới Tokyo, Nhật Bản. Hồi tháng 2 năm 2014, ông bị mắc kẹt trong cơn bão tuyết hơn 10 giờ ở Nhật và đã thốt lên như thế này. Tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được khi nhìn thấy tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn của người Nhật trong lúc họ gặp tai ương hoạn nạn. Khi chứng kiến cách người Nhật ứng xử trong việc đối diện với các thảm họa. Giới cầm bút ở Việt Nam thường nói đến văn hóa ứng xử của người Nhật sau thảm họa và không quên so sánh với cách ứng xử của người Việt để rồi đưa ra kết luận như thế này anh chị em. Người Việt thua xa người Nhật. Thưa anh chị em, có người khi đọc thấy thế và nhân xảy ra câu chuyện về ông lê hoàng anh tuấn khi nói chuyện tại trường phổ thông trung học tại nghi lộc ba nghệ an đã lộng danh tự xưng nhà báo quốc tế họ đã bực mình và đưa ra nhận xét như sau không phải chúng ta thua nhật mọi thứ đâu nhé có một thứ mà người nhật không thể bằng người việt nam được đó là tật nổ vâng thưa anh chị em theo tác giả mạnh kim trong bài viết sống với nền văn hóa nổ thì nhà báo quốc tế lê hoàng anh tuấn không là người duy nhất nổ và xạo không có căn tật nổ đã trở thành hiện tượng của thời đại nổ càng lớn càng phát huy khi người ta tin rằng thế giới chung quanh họ có nhiều người mù hơn những người sáng mắt tỷ lệ những ông chột do vậy cứ thế bùng nổ đặc biệt khi mà nền giáo dục không tạo ra được môi trường cạnh tranh lành mạnh bằng năng lực và do đó không thể có nhiều người tài thật sự để họ nể nang nhau và phải thể hiện sự khiêm cung và khiêm nhường cần có vì thế dân chúng vẫn phải cứ sống chung với những cái thùng rỗng kêu to cùng với nền văn hóa nổ không giới hạn và không một chút ngượng ngùng. Rằng Việt Nam là quốc gia có nền giáo dục thuộc hàng top 10 thế giới. Trong bảng danh sách 11 thói hư tật xấu của người Việt, giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thêm thì đã có đến năm bệnh liên quan đến tật nổ bệnh sĩ diện háo danh bệnh thành tích bệnh phong trào bệnh hình thức anh chị em nói như thế có oan cho người việt chúng ta lắm không bởi vì tin mừng hôm nay hình như chúa giê xu cũng đang nói đến tật nổ của một số người đương thời với chúa qua dụ ngôn người pha ri và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện và hình ảnh về một người pha ri siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng lạy thiên chúa con xin tà ơn chúa vì con không như bao người khác tham lam bất chính ngoại tình hoặc là như tên thu thuế kia con ăn chay mỗi tuần hai lần còn dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con Thực ra thưa anh chị em Có thể nói rằng người pha ri siêu không nổ, Bởi ông thuộc nhóm pha ri siêu Là những người giữ luật môi sen một cách rất chỉnh chu Họ rất nhiệt thành với do thái giáo Họ luôn nhắc nhở dân chúng về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân người và kêu gọi dân chúng đáp trả lại sự hiện diện của Chúa bằng cách tuân giữ luật lệ mô sen cách nghiêm túc. Cho nên chúng ta có thể hiểu được rằng lời cầu nguyện của người pha đi siêu ông đã tỏ bày đích thật những việc ông đã làm chứ không phải là ông khoác lác tức là ông nổ. Nhưng lời cầu nguyện của ông đã được đã không được nhậm lời bởi ông đã tỏ thái độ tự mãn, tự cao, tự đại và rất cao ngạo. Tôi không như người thu thuế kia. Tội của ông chính là kiêu ngạo và theo giáo lý công giáo đó là tội đồ đứng đầu của bảy mối tội đồng. Vì thế cho dấu rằng ông Pha-ri-siêu không có nổ nhưng ông được xếp với loại người thích nổ vì có chung một tội tội kiêu ngạo vâng thưa anh chị em tội kiêu ngạo là nguyên nhân gây ra biết bao là đau thương trong cuộc sống trong cộng đoàn xã hội nó làm gãy độ các mối tương giao tương giao với chúa và tương giao với tha nhân vì kiêu ngạo là thái độ đề cao chính mình một cách quá mức và không còn nhận ra bản chất đích thật của mình là một thu tạo mọng giòn yếu đuối và đầy bất toàn để rồi tự đặt cho mình một chỗ nhất trong thiên hạ có khi hơn cả trời cao đó là điều mà nguyên tổ chúng ta đã phạm phải khi tỏ thái độ bất tuân phục lệnh truyền của Chúa và tự đặt mình ngang hàng với Chúa hậu quả là Thưa anh chị em, bao nhiêu khổ đau đổ ập xuống trên con người và nhất là phải chết. Đức Hồng Y Phun Tông đã đưa ra nhận định vì sao người kiêu ngạo luôn tạo ra một môi trường sống bất an. Người kiêu ngạo thể hiện lòng yêu chính mình quá mức đối với sự ưu tú của mình về ngoại hình, về trí tệ, hoặc về những sự vui thú phi pháp do chúng ta suy nghĩ rằng không ai hơn mình những con người như thế thường lấy mình làm tâm điểm và thường tìm mọi cách để làm thỏa mãn cái tôi vâng làm thỏa mãn cái tôi của mình họ hài lòng khi mình được tôn vinh nhưng thưa anh chị em họ rất trở nên thú dữ nếu có ai xúc phạm đến cái tôi chất đầy niềm kiêu hãnh của họ Họ chỉ biết chính mình mà chẳng quan tâm đến ai cả Họ mãi lo tô điểm cho cái tôi của mình mà không đến xỉa đến nỗi đau của người khác Họ sống vô cảm và hoàn toàn thiếu lòng thương xót Và điều này thưa anh chị em nó đi ngược lại với bản chất yêu thương của Thiên Chúa Chính vì thế Chúa Giêsu lên án những người kiêu ngạo. Chúa đề cao một thái độ cầu nguyện của người thu thuế, hạng người bị xã hội đương thời khinh rẻ, bởi anh ta nhận ra sự yếu hèn tội lỗi của mình. Anh đến với Chúa trong một tấm lòng đầy thống hối chân thành và van xin với sự tín thác trọn vẹn vào lòng xót thương của Chúa. Đứng trước thánh nhàn, anh không mặc cảm về thân phận yếu hèn tội lỗi của mình. Nhưng trái lại, thay vì thu mình vào vỏ ốc của sự tự ti mặc cảm, anh can đảm bước đi ra khỏi chính mình, tỏ bày sự mọng giòn yếu đuối của mình trước thánh nhàn và van xin lòng thương xót của Chúa với tất cả tấm lòng thành và trọn vẹn sự tính thác. Vâng, thưa anh chị em. Chúa Giêsu đến để mặc khải tình thương tràn đầy lòng thương xót này của Thiên Chúa, một lòng thương xót dành để cho chúng ta những con người yếu hèn. Để cho chúng ta nhận ra rằng cho dẫu con người có phạm tội chống lại Ngài, Ngài vẫn rộng lòng tha thứ và giơ tay cứu vớt để chúng ta được cứu sống và lòng thương xót đó được biểu tỏ một cách hữu hình qua đức giêsu kỳ tộc nếu con người không khiêm cung nhận ra thân phận hèn yếu của mình họ sẽ mãi nhốt mình trong sự cao ngạo thì làm sao có thể giơ tay van xin lòng thương xót của chúa được chứ và như vậy vô hình trung họ khước từ việc đón nhận ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô đấng là dung mạo của lòng thương xót Thiên Chúa. Hơn bao giờ hết Chúng trong, trong một thời đại mà người ta đang ra sức đề cao khả năng của con người và đang loại dần sự hiện diện của Thiên Chúa, thì chúng ta những người kitô hữu phải nỗ lực làm chứng rằng một khi loại trừ thiên chúa ra khỏi cuộc sống nhân loại thì nhân loại luôn mãi sống trong khổ đau vâng chỉ có thiên chúa mới là đấng cứu độ con người ra khỏi vũng tối của sự chết chóc bởi người là đấng duy nhất giàu lòng xót thương Chúng ta làm chứng bằng chính thái độ sống tính thác vào Thiên Chúa Nhiệt thành trong việc tuân giữ hỗn lệnh Chúa truyền Được khắc ghi trong mười giới răn Bất chấp khi thực thi giới luật đó Chúng ta đón nhận nhiều bất lợi trong cuộc sống Bao nhiêu là thiệt thòi Vâng, thưa anh chị em Sự khiêm cung là vẻ đẹp của người tu hữu chúng ta và là nhân đức nhân bản Kitô tô giáo tuyệt vời đó là nhân đức đầu tiên mà chúa Kitô đã mời gọi chúng ta này các con hãy học cùng thầy vì thầy hiền lành và khiêm nhượng trong lòng xin cho chúng ta từng người Kitô tô hữu hãy cùng nhau bước vào trường giê xu để học cho được sự khiêm cung này xin cho từng người trong chúng ta đây luôn luôn nhận ra mình là ai để chúng ta sẵn sàng luôn làm một hành vi trở về với Chúa từng giờ, từng ngày và mở rộng cõi lòng để xót thương anh chị em của mình, để bao dung với mọi người và thể hiện một sự cảm thương với tất cả những người đang còn gặp nhiều khổ đau. Amen.